Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Ngày mùng 2 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Cử Mí Pó và Giàng Mí Minh, cùng sinh năm 2005, quê ở Hà Giang, để điều tra liên quan đến vụ việc một thanh niên bị chém tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo lời khai của hai nghi phạm. Chiều 29 tháng 9, nhóm 5 công nhân gồm Hoàng Văn Pó, sinh năm 1991, quê Đắk Nông, Hoàng Văn Tu, sinh năm 2006, quê Đắk Nông, Thảo Mỹ Say, sinh năm 2004, quê Hà Giang, Vư Mỹ Tủa, sinh năm 1999, quê Hà Giang, Thảo Văn Sung, sinh năm 1999, quê Đắk Lắc, tổ chức nhậu tại khu đất trống thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm 4 người ra về, nhóm 5 người vẫn tiếp tục nhậu. Nửa tiếng sau, có 3 người bạn cùng quê Hà Giang với vừa mí tùa, gồm cừ mí pó sinh năm 2005, Giang mí minh sinh năm 2005 và thò mí lía sinh năm 2006 đến tham gia nhậu chung. Nhậu đến 21 giờ 30 phút thì thò mí lía và Hoàng Văn Pó ra về trước khi ra về Hoàng Văn Pó và mọi người cầm lon bia lên đứng uống riêng Cư Mí Pó vẫn ngồi tại chỗ uống thấy vậy Hoàng Văn Pó hỏi có phải bạn khinh thường tôi không Cư Mí Pó đáp bạn cứ bình tĩnh anh em chơi được thì chơi còn không thì hôm nay bỏ bạn bè vừa dứt lời Cư Mí Pó bị Hoàng Văn Tu rút dây thắt lưng đánh vào mặt bị đánh Cư Mí Pó chạy về nhà trọ gần đó Giang Mí Minh cũng chạy theo để tìm hung khí đánh trả nhóm của Hoàng Văn Pó. Tại dãy phòng trọ, Minh được một đối tượng tên Xả đưa cho một con dao tự chế dài 65 cm và Minh đưa con dao này cho Cử Mí Pó. Cử Mí Pó cầm dao Lao vào hành hung Hoàng Văn Tu nhưng Tu né được và bỏ chạy. Cử Mí Pó tiếp tục nhắm vào người của Hoàng Văn Pó khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, phần bụng bị tách rời gần nửa thân. Sau khi gây án, bó bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an thành phố Tân Uyên vào cuộc điều tra, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Tới ngày 1 tháng 10, các trinh sát bắt giữ được bó tại huyện Bầu Bàng.